với bóng đá, tuổi tác không phải vấn đề. Thành công không đảm bảo cho vị trí vững chắc. Vinh quang, cay đắng và thay đổi, tất cả đều hiểu. Bởi sức ép là quy luật của bóng đá. Giờ vàng thể thao tuần này, 20:30 ngày 9 tháng 4 năm 2021 trên VTV1.